xin kính chào quý cộng đoàn. Phía trước chúng ta đây là nhà thờ giáo xứ Thiền Lâm, nằm ở khu vực chung quanh trung tâm nguyên tử Đà Lạt, cách trung tâm thành phố khoảng 2 km. Ngược dòng lịch sử, giáo xứ này chỉ là một giáo họ mang tên Thánh Tâm, trực thuộc xứ Thánh Mẫu. Giáo dân của giáo họ Thánh Tâm thời đó là một nhóm người Đức Ninh, họ lẻ của giáo xứ Ngọc Đồng, giáo phận Thái Bình. Vì công việc và di dân nên đã đưa nhau đến ấp Đa Thiện, Đà Lạt để lập nghiệp chuyên nghề trồng rau. Ngoài ra cũng có một nhóm người gốc Huế mới theo đạo, gốc giáo phận Hà Nội. Năm 1970, giáo dân đã khai hoang một đồi đất rộng hơn 8.500 m² để xây dựng một ngôi nhà nguyện nhỏ, rộng 8 m, dài 20 m. Và theo ý Đức cha Nguyễn Văn Hiền, nên hướng tới việc xây thêm một trường tiểu học sau này. Có lẽ Đức cha cũng đã thấy được tiềm năng phát triển ở vùng đất này trong tương lai. Vào năm 1972, để có sự phong phú về mặt giáo hội, giáo dân đã nhường 2.000 m² đất cho tu viện Biển Đức với ý định xây một học viện. Bù lại, cha Nguyễn Văn Hoạt cũng xây cho nhà thờ 2 phòng nhà sử cho các nữ tu Đa Minh, Lạc Lâm ở lại trông coi nhà thờ. Giáo xứ Thiền Lâm được tách ra từ giáo xứ Đa Thiện vào ngày 25 tháng 5 năm 1975 do Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, giám mục giáo phận Đà Lạt, quyết định thành lập giáo xứ. Vào ngày 31 tháng 5 năm 1975, Đức cha Bartolomeo bổ nhiệm cha Giuse Trần Minh Tiến làm linh mục quản xứ đến năm 2019. Và từ năm 2019 cho đến nay là cha Giuse Trần Văn Chiến coi sóc. Giáo xứ chọn Thánh Tâm Chúa Giêsu làm bổn mạng. Số giáo dân hiện nay là khoảng 900 nhân danh. Giáo xứ được khánh thành vào ngày 14 tháng 12 năm 2007 do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, giám mục giáo phận Đà Lạt chủ tế. Cùng đồng tế có quý cha, quý sơ và cộng đoàn trong ngoài giáo hạt. Khuôn viên giáo xứ khá rộng, đặc biệt là quần thể tượng đài doanh nhân Việt Nam được sắp đặt vô cùng tinh tế, khéo léo trong khuôn viên giáo xứ như tượng thánh Andre, tượng cha Đắc Lộ, tượng ông Mô-sê, thi sĩ Hàn Mặc Tử, tượng Đức Mẹ Bế Chúa Giê-xu. Kiến trúc của giáo xứ Thiền Lâm cũng là một điểm nhấn thú vị, gồm 9 tầng vuông tròn chỉ trời và đất theo văn hóa Việt Nam, mỗi tầng cách nhau 2.5 m, có ban công bao quanh để du khách ngắm nhìn thành phố Đà Lạt xinh đẹp. Ở tầng 9
cao 36 mét. Giữa trời bao la lồng gió, người ta có thể nhìn thấy xa xa nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, dãy nhà ngũ hành của Đại học Đà Lạt, ngọn núi Lang Biang, nóc nhà của Đà Lạt, quảng trường Lâm Viên. Nhìn từ xa, cảnh quan nhà thờ Thiền Lâm gợi lên khung cảnh hai đỉnh núi Lang Biang thu nhỏ với nét đặc trưng chính của Đà Lạt trên cao nguyên Lâm Viên. Tất cả như tạo nên bức tranh thiên nhiên hữu tình, khiến cho du khách ra về mà lòng vẫn chút vẫn vương khó tả. Qua vô vàn hình ảnh cụ thể này, giáo sứ Thiền Lâm muốn gửi đến mọi người, mọi du khách, vẻ đẹp của từng con người, lối sống văn minh lịch sử, tất cả tạo nên bức tranh thiên nhiên hữu tình, khiến cho du khách ra về mà lòng vẫn chút vẫn vương khó tả.